Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì bên em vừa cập bến một chiếc xe có thể nói đặc trưng nhất ở bên em. Và bên em cũng đã bán chiếc xe này nhiều nhất Việt Nam, đó là thương hiệu Peugeot anh chị nhé. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Allure, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2018. Xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc thành phố, chạy 8 vạn km. Biển số gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Đó. Xe thì màu nâu cánh gián rất là đẹp. Trông cảm giác nó gọi là khá là cá tính đúng không ạ? Khá là cá tính. Và mật bí với anh chị là chiếc xe này gia chủ đã lên rất là nhiều đồ chơi. Đó thì có như nào thì anh em mình sẽ cùng tìm hiểu nhá. Gia chủ thì đây cái dàn lốp của xe. Gia chủ đã thay rồi, anh em mình về đỡ phải thay. Sơn si của chiếc xe thì cũng đang còn rất là đẹp luôn anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Sau khoảng 2018 là khoảng 5 năm sử dụng thì nước sơn zin ở trên xe còn khoảng 90%. Cũng là một tỷ lệ sơn zin khá là cao đúng không ạ? Khá là cao. Đó anh chị nhìn kỹ nước sơn này. Cái đường nét của Peugeot 3008 thì nó quá là đẹp. Từ cái thời 2018 mà đã thiết kế được như thế này rồi. Đó và trước hết này, gia chủ này, người ta đã lên cốp điện đá cốp. Cái form này thì vẫn chưa có cốp điện đá cốp đúng không ạ? Thì gia chủ người ta đã độ lên rồi. Đấy, và tiếp đến là em Thái Hòa mua đồ về để bảo dưỡng cho anh chị. Em Thái Hòa đặt hết đồ bảo dưỡng cho anh chị, tức là những cái chiếc xe về ấy. Chiếc xe về bọn em sẽ kiểm tra kỹ thuật xem tình trạng xe đang như thế nào và em sẽ bảo dưỡng cho quý anh chị cho nó ngon lành. Để quý anh chị nhận xe đỡ phải lo một cái điều gì cả. Đấy, thì cái này thì em thấy một cái giảm sóc nó hơi yếu thì em đã mua. Em đã đặt đồ về để thay thế cho anh chị. Mua xe bên em là nó phải khách quan, đi về là nó phải ngon lành, để cho anh chị còn giới thiệu bạn này bè nọ cho em chứ đúng không ạ? Đấy, ốc A của chiếc xe bên em mua thì đã kiểm tra cũng rất là kỹ rồi. Đó, gia chủ lên cốp điện đá cốp, xịn sò. Nói chung về phần ngoại thất của chiếc xe thì em thấy Hòa đánh giá nó rất là ok. Với một chiếc xe đã qua 5 năm sử dụng thì cái ngoại thất chiếc xe vẫn đang còn như này thì rất là đẹp. Gia chủ thì cũng đã dán phim cách nhiệt toàn bộ xe rồi. Đó, về đỡ phải làm gì cả, xe cũng vừa cập bến bên em anh chị nhá. Đây, vẫn đang còn chưa lau dọn lốp láp các kiểu. Đó. Về hệ thống đèn của chiếc xe thì hệ thống xe được trang bị hệ thống đèn full LED trước sau. Đó, mặt ca lăng thì rất đặc trưng của Peugeot rồi, hình con sư tử rất là to. Tiếp đến anh chị nhá, tiếp đến này. Wow. Gia chủ đã lên nội thất da nát pan, màu nâu da bò cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá, cực kỳ hợp với màu ngoại thất của chiếc xe. Đó, hai ghế trước thì đều được trang bị ghế chỉnh điện này, nội thất da nát pan này, riêng cái bộ nội thất này đã lên hơn 10 triệu rồi. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh được trang bị thêm cả đèn ambient light. Vô lăng dạng vắt đáy của chiếc xe rất đẹp, xe thì chạy 8 vạn km, đồng hồ điện tử thiết kế cái dạng iCockpit. Giờ là những cái rất là nhỏ, ví dụ là đồng hồ này. Màn hình của chiếc xe thì hiển thị camera 180 độ, 5 chế độ lái, phanh tay điện tử, phím gẩy sport, đó cần số điện tử. Và từng cái phím bấm của Peugeot thì không khác gì những phím đàn piano đúng không ạ? Lẫy chuyển số trên vô lăng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo vượt trên gương, cruise control, lim giới hạn tốc độ, thì xe đều được trang bị luôn anh chị nhá. Xe đều được trang bị luôn. Đó, nội thất của chiếc xe thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp vì gia chủ đã lên thêm hơn chục triệu rồi. Đấy anh chị thấy không ạ? Cái đường may cũng rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đường may cũng rất là đẹp luôn. Peugeot thì ưu điểm của nó là cách âm tốt. Kiểu dáng từ ngoại thất cho tới nội thất thì đẹp tuyệt vời. Option thì nhiều miên man. Đó. Và cái thiết kế của Peugeot thì gần như phải nói là nó đi trước thời gian. Đúng không ạ? Đi trước thời gian. Nó rất là đẹp. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Pháp. Bản full thì xe cũng được trang bị giá nóc. Đấy, anh em Tết đến chở cành đào các kiểu là hay là lợn gà bố mẹ gửi tới quê là đủ hết đúng không ạ? Rồi, em thấy Hòa chêu thế thôi. Hiện tại chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2018 đang được Auto88 chào bán với một mức giá vô cùng yêu thương là 809 triệu đồng. Đó, và khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho quý anh chị. Hiện tại anh chị chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm anh chị nhé. Tất cả xe bên em bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội. Anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa.
Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em Thái Hòa xin dừng video tại đây ạ. Dạ vâng, em xin phép anh chị ạ. Dạ.